mang trong mình quyết định của tòa án về việc đưa đi cai nghiện bắt buộc. Nhưng Trần Hữu Nghĩa, sinh năm 1994, ngụ ấp Mỹ 1, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, vẫn tiếp tục đi mua ma túy về tàng trữ và sử dụng. Với hành vi này, Trần Hữu Nghĩa vừa bị công an huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu bắt giữ. Sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 29 tháng 6. Qua tin tố giác của quần chúng nhân dân, công an huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, bắt quả tang Trần Hữu Nghĩa đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện Nghĩa đang cất giấu 3 gói ni lông bên trong có chứa các chất ma túy. Được biết, Trần Hữu Nghĩa từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và đang là đối tượng có quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc. Hiện công an huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đang tạm giữ hình sự đối với Trần Hữu Nghĩa để tiếp tục điều tra làm rõ.